Hoan hỉ chào mừng quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị hạnh phúc, bình an, lộ trình may mắn, công việc thông thuận, tài lộc như ý, sức khỏe như thần, vạn sự đều may, đại cát đại lợi. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, tiên tri báo trước cực chính xác, tuổi Canh Thân sinh năm 1980, chớp được thời cơ, vét cạn lộc trời, tiền của bao la, giàu có hết phần thiên hạ, đúng 7 ngày tới tháng 6 âm lịch 2024. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin kính chúc quý khán giả luôn may mắn, mạnh khỏe và thành công trong cuộc sống. Chúc quý khán giả tháng mới luôn gặp vạn sự lành, phú quý bình an. Quý khán giả thân mến, thoáng chốc chúng ta đã chuẩn bị bước qua nửa đầu năm 2024 với những biến động khác nhau trong vận trình của mỗi người. Có người gặp khó khăn, làm gì cũng không thành công, nhưng cũng có người đón nhận nhiều may mắn, hồng phúc, tề thiên, tiền tài sung túc, giàu có đến tận già. Và trong chương trình ngày hôm nay, lá số tử vi có dự báo rằng con giáp tuổi Canh Thân sinh năm 1980 sẽ được các tinh soi chiếu, hưởng tài lộc từ bề trên, cánh cửa vận xui bị đóng lại, tài lộc hân hoan đổ về nhà. Đặc biệt, 7 ngày tới tháng 6 âm lịch 2024 này sẽ là thời điểm quan trọng và đầy cơ hội cho những người tuổi Canh Thân, vạn sự hanh thông, cầu tài cầu lộc đều được như ý. Đây sẽ là khoảng thời gian mà bạn có thể thấy những nỗ lực và sự cố gắng của mình được đền đáp xứng đáng. Vậy, vận trình tử vi chi tiết của con giáp này sẽ diễn ra như thế nào trong 7 ngày tới tháng 6 âm lịch? Cơ may nào sẽ đến với con giáp này trong thời gian tới? Tất cả sẽ được Minh Đường Tử Vi luận giải chi tiết trong video ngày hôm nay. Mời quý khán giả cùng theo dõi và chiêm nghiệm. Để khám phá những điều thú vị và bổ ích cho chính mình, hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận những điều tốt đẹp đang chờ đợi ở phía trước và tận dụng những cơ hội đến với mình. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Canh Thân sinh năm 1980 thân mến, cô độc thực tế là một trạng thái hoàn mỹ của cảm xúc. Trong trạng thái cô độc, bạn không cần quan tâm đến ai, không cần chia sẻ với ai, không cần phải để ý đến cách nhìn hay lời nhận xét của ai. Bạn không kể lể cũng không tâm sự câu chuyện của bản thân mình ra phía bên ngoài. Bạn là chính bạn, đơn thuần ban sơ trong thế giới riêng, với những suy nghĩ và cá tính của chính mình. Dĩ nhiên lắm khi yếu ớt quá thì cô độc thật đáng sợ. Không có người để sẻ chia, không có ai để tâm sự, không có ai để dựa dẫm bản thân. Cứ phải gồng mình lên trước, những áp lực bản tâm phải không ngừng động viên, vỗ về chính mình để đối diện với những trách nhiệm, những chông gai. Và cái đáng ghét nhất về cô độc là người ngoài nhìn vào người ta luôn nghĩ mình sướng lắm, nhàn lắm, dễ dàng lắm, nhưng tự trọng trong lòng, tự tôn trong tâm, khiến Canh Thân ta đây chẳng thể nào kể lể ra những suy tư của chính mình trong cái đoạn hiện tại, những khốn khó, những mất mát, những mỏi mệt mà Canh Thân trải đã đủ sâu sắc, đủ nhiều những thất bại về sự nghiệp, những thất vọng về nhân tâm cũng đã đủ lắm. Trải nghiệm đã đủ sâu và giờ là lúc có dấu hiệu chuyển cơ của thời vận để có thể tận dụng mà khắc phục những khốn khó đoạn vừa rồi. Vậy nên, chỉ mong Canh Thân đừng vì những trắc trở vừa qua mà mất đi cái niềm tin vào bản thân mình, cũng đừng lại tiếp tục hy vọng hay trông chờ vào những điều không tưởng sẽ xảy ra. Ngàn chim trong rừng không bằng một chim trong tay, tức cái gì thực tiễn tuy nhỏ vẫn hơn là những cái phù phiếm, trông có vẻ lớn và hơi thực dụng một tí. Nhưng Canh Thân hãy cứ nhớ thế này, tôi tập trung vào tiền tài nhiều hơn người đời, bởi vì tôi chưa từng gặp tờ tiền nào khiến tôi không thích cả. Người đời có thể tròn, có thể méo, có thể vuông, có thể tốt, có thể xấu, có thể ngụy quân tử, cũng có thể là chân tiểu nhân và người đời rất hay làm Canh Thân bực mình hoặc thất vọng. Nên thay vì để tâm đến người đời hay quan tâm đến cảm xúc, suy nghĩ với thế nhân trong cái đoạn này, hãy cứ tập trung vào sự nghiệp Canh Thân 1980 nhé. Vì tiền tài tuy có vẻ tệ bạc và nhạt nhẽo, nhưng chúng sẽ không phản bội, cũng sẽ không khiến bản thân mình chán ghét và sẽ luôn cùng ta kinh qua những thăng trầm, những ngày mưa to, những đoạn khốn khó.
Trước tiên, ta hãy cùng điểm nhanh qua tính cách của người tuổi Canh Thân sinh 1 có đặc điểm gì nổi bật ngay sau đây. Người tuổi Canh Thân sinh năm 1980 cầm tinh con khỉ, tuổi theo can chi là Canh Thân, xương con khỉ, tướng tinh con chó sói, con nhà Thanh Đế, cô Bần, họ mang trong mình mệnh mộc, theo nạp âm là thạch lựu mộc, tức gỗ cây lụm đá. Mệnh mộc này tương sinh với mệnh thủy hỏa, xung khắc với mệnh thổ kim, một loại cây có thể mọc trên đá ở vùng núi cao, thể hiện sự kiên cường như thạch lựu mộc, cũng chính là biểu tượng đặc trưng cho người có tính cách vô cùng can trường, dám nghĩ, dám làm. Người mang mệnh này là người quyết đoán, đa phần đều đa tài và giỏi giang, đặc biệt cuộc sống của họ thuận lợi, thành công, cho dù theo bất cứ ngành nghề nào đi chăng nữa. Nguyên nhân bổn mạng nạp âm này nằm trong bình lộc, cách mà trong 10 thiên can chỉ có 4 chi giáp, Canh Thân là người được hưởng nhiều tài lộc, đồng thời họ còn có tài, giỏi thích nghi, không ngừng vươn cao trong mọi hoàn cảnh. Vì đặc điểm của thạch lựu là loại cây sinh trưởng ở vùng đất sỏi đá, khô cằn, nên có sức sống mãnh liệt, phi thường. Để có thể thích nghi, tồn tại được, Canh Thân có đầy đủ hai tính chất của can canh, cứng rắn, sắc sảo, nhạy bén, độc đoán, thích tự lập, ít chịu khuất phục, gan dạ, ưa mạo hiểm, thông minh, năng động. Người cầm tinh con khỉ cá tính, ngoan cường, bất khuất, thiên bẩm lãnh đạo và chỉ huy, Canh Thân 1980 nổi tiếng là người nhanh nhẹn, thông minh, nhưng hay hành động vội vàng. Nhiều khi chưa tìm hiểu rõ vấn đề đã bắt tay vào làm, Canh Thân có tính cách ngoan cường, không bao giờ chịu đầu hàng, thuộc kiểu đa tài và có năng lực lãnh đạo tốt. Ngay từ khi còn trẻ, rất nhiều người trong số họ đã sở hữu thành tích học tập khủng và thể hiện được tài năng của mình, vốn là kiểu người sống thực tế, Canh Thân dù tham vọng hay thích cuộc sống ổn định, họ đều muốn sớm tích lũy kiến thức, năng lực và cả tiền bạc. Bước vào tuổi trung niên, vị trí của họ trong xã hội đã được xác định, dù vậy, họ vẫn không ngừng đặt ra những mục tiêu mới. Canh Thân phấn đấu một cách không biết mệt mỏi, đó chính là ưu điểm cực lớn của họ. Canh Thân tham công tiếc việc đến mức họ quên dành thời gian cho chính mình. Đối với Canh Thân, sự bận rộn nhiều khi giúp họ chữa lành rất nhiều, dường như khi lao vào công việc, họ mới tìm thấy chính mình. Canh Thân tài hoa, không chỉ xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn, mà còn xuất sắc trong nhiều lĩnh vực khác. Tính linh hoạt này cho phép họ sử dụng tài năng của mình một cách toàn diện. Khi giải quyết vấn đề, họ có khả năng học tập mạnh mẽ và có thể nhanh chóng tiếp thu những kỹ năng và kiến thức mới. Họ có khả năng giỏi về ngôn ngữ, tài năng hùng biện xuất sắc, thậm chí nhiều khả năng ăn nói mà họ có thể thao túng tâm lý người khác, không chỉ thông minh và đa tài. Canh Thân cũng giỏi tư duy và giải quyết vấn đề. Khi đối mặt với các khái niệm trừu tượng, họ có thể nhanh chóng nắm bắt và áp dụng sự sáng tạo linh hoạt, là một trong những vũ khí mạnh mẽ giúp Canh Thân thành công trong công việc, bởi điều này giúp họ trở nên nổi bật ở nơi làm việc và có thể giải quyết các vấn đề trong nhiều môi trường phức tạp khác nhau. Không chỉ vậy, Canh Thân còn rất dễ thích nghi, nhanh chóng làm quen với môi trường công việc hay mối quan hệ mới, khả năng thích ứng mạnh mẽ nên thường thể hiện tốc độ phản ứng khác. Canh Thân có sự nhiệt tình và chân thành trong ứng xử cuộc sống, họ cũng thường giúp đỡ người khác, luôn sống có trách nhiệm và tôn trọng lời hứa. Vì thế, họ thường là người đáng tin cậy trong nhóm, được người khác tin tưởng, làm điểm tựa, Canh Thân rất tinh tế, biết suy nghĩ thấu đáo. Tuy nhiên, họ lại thường không có kế hoạch lâu dài, thích cạnh tranh và hiếu thắng, cũng là đặc điểm tính cách nổi bật của Canh Thân. Tuổi Canh Thân thiên can mang chữ Canh, có các sao Thái Dương, Vũ Khúc, Thiên Đồng, Thái Âm, tứ hóa với Thái Dương và Hóa Lộc. Với những người tuổi Canh Thân, nếu có người cha tài giỏi, có sự nghiệp lớn, thì đó là chỗ dựa vững chắc của tuổi Canh Thân sau này. Còn nếu tự thân vận động làm việc, họ có tính cách độc lập, thì tài lộc cũng sẽ tăng nhanh và có tâm lành ý thiện, thì sự nghiệp ngày càng bền vững. Nhờ có phúc tinh thiên đồng hóa, nên làm việc ở môi trường có nhiều người nam sẽ thích hợp hơn người nữ. Canh Thân là người năng động, khó ngồi yên một nơi, lúc nào cũng muốn hoạt động cả tay chân lẫn đầu óc. Nếu có điều kiện học hành đến nơi đến chốn, dễ trở thành người nổi danh trong các lĩnh vực khoa học, nhân văn, ngôn ngữ học, phát minh. Là người thông minh, ứng xử nhanh nhẹn, nắm bắt cơ hội kịp thời, nếu biết khai thác sẽ rất dễ thành công trong sự nghiệp. Sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi của tuổi Canh Thân sinh năm 1980, đúng 7 ngày tới tháng 6 âm lịch 2024. Tử vi 7 ngày tới tháng 6 âm lịch 2024 của 12 con giáp nhận thấy, người tuổi Canh Thân sinh năm 1980 sẽ trải qua một giai đoạn đầy hứa hẹn và may mắn. Nhờ sự kết hợp hài hòa giữa các yếu tố thiên thời, địa lợi và nhân hòa, vận khí của bạn sẽ được nâng cao đáng kể, mang lại nhiều cơ hội để phát triển và đạt được những thành tựu mới. Sao thiên quan và thiên tài chiếu mệnh trong thời điểm này mang lại cho bạn nhiều phước lành và cơ hội quý giá. Đây là thời điểm mà bạn có thể cảm nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ các yếu tố ngoại cảnh,
giúp mọi việc tiến triển thuận lợi hơn. Những khó khăn và trở ngại trước đây sẽ dần được hóa giải, nhường chỗ cho những cơ hội và triển vọng mới. Trong thời điểm này, sự nghiệp của tuổi Canh Thân có dấu hiệu khởi sắc rõ rệt, những nỗ lực và cống hiến trong công việc sẽ được cấp trên công nhận và đánh giá cao. Nếu bạn đang chờ đợi một cơ hội thăng tiến hoặc tăng lương, thì đây chính là thời điểm lý tưởng để đàm phán và đề xuất. Sự xuất hiện của sao Thiên Quan sẽ giúp bạn mở rộng tầm nhìn và đạt được những thành tựu đáng kể trong sự nghiệp. Những dự án lớn mà bạn tham gia đều đạt được kết quả tốt, giúp bạn ghi điểm trong mắt cấp trên và đồng nghiệp. Đặc biệt, những người làm trong lĩnh vực sáng tạo hoặc quản lý sẽ nhận được sự công nhận và đánh giá cao từ đồng nghiệp và cấp trên. Đây cũng là thời điểm bạn có thể đưa ra những ý tưởng mới, sáng tạo và đột phá, góp phần thúc đẩy sự phát triển của công ty và khẳng định vị thế của mình trong tổ chức. Tài lộc của người tuổi Canh Thân cũng có những chuyển biến tích cực, các khoản thu nhập từ công việc chính và các dự án phụ đều tăng trưởng. Đặc biệt, những khoản đầu tư trước đây bắt đầu sinh lời, mang lại nguồn tài chính dồi dào cho bạn. Đây là thời điểm bạn có thể xem xét mở rộng quy mô kinh doanh hoặc đầu tư vào những lĩnh vực mới. Hãy tận dụng tối đa các cơ hội để gia tăng tài sản và củng cố nền tảng tài chính của mình. Sức khỏe của bản mệnh trong thời điểm này khá ổn định. Tuy nhiên, với khối lượng công việc tăng cao, bạn cần chú ý đến việc nghỉ ngơi và thư giãn. Đừng để công việc chiếm hết thời gian và năng lượng của bạn. Hãy duy trì một chế độ ăn uống lành mạnh và luyện tập thể dục đều đặn để giữ cho cơ thể luôn trong trạng thái tốt nhất. Nếu cảm thấy mệt mỏi, hãy dành thời gian để nghỉ ngơi và thư giãn, đảm bảo rằng bạn luôn duy trì được sức khỏe và tinh thần tốt để đối mặt với mọi thử thách. Thời điểm này cũng mang lại nhiều niềm vui và hạnh phúc trong gia đình, tình cảm gia đình rất hòa thuận và ấm áp. Bạn và người thân sẽ có nhiều thời gian bên nhau, tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ. Đối với những người còn độc thân, trong thời điểm này cũng mở ra cơ hội gặp gỡ và bắt đầu mối quan hệ tình cảm mới. Hãy mở lòng và đón nhận tình cảm mới, đừng ngần ngại bày tỏ cảm xúc của mình. Tiếp theo sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Canh Thân sinh năm 1980, đúng 7 ngày tới tháng 6 âm lịch 2024. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Canh Thân sinh năm 1980, đúng 7 ngày tới tháng 6 âm lịch. 7 ngày tới tháng 6 âm lịch là thời điểm bội thu về tài lộc đối với người tuổi Canh Thân. Nhờ có sự hỗ trợ của thần tài, các cơ hội kiếm tiền đến với bạn dồn dập. Những khoản đầu tư hoặc kinh doanh trước đây bắt đầu mang lại lợi nhuận đáng kể. Bạn sẽ nhận được những khoản thu nhập không chỉ từ công việc chính, mà còn từ các dự án phụ đầu tư hoặc công việc tay trái. Đây là lúc bạn nên xem xét mở rộng quy mô kinh doanh hoặc đầu tư vào những lĩnh vực mới mẻ, có tiềm năng phát triển. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, mọi quyết định đầu tư cần được tính toán kỹ lưỡng, tránh đầu tư mạo hiểm. Sự cẩn trọng sẽ giúp bạn tránh được những rủi ro không đáng có và đảm bảo nguồn tài chính ổn định, bền vững. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi Canh Thân sinh năm 1980, đúng 7 ngày tới tháng 6 âm lịch. 7 ngày tới tháng 6 âm lịch là thời điểm đánh dấu sự thăng hoa trong sự nghiệp của người tuổi Canh Thân. Những nỗ lực không ngừng nghỉ và sự cống hiến của bạn cuối cùng đã được đền đáp xứng đáng. Bạn sẽ nhận được sự công nhận từ cấp trên và đồng nghiệp, từ đó mở ra nhiều cơ hội thăng tiến. Đối với những người đang nắm giữ vị trí quản lý, khả năng lãnh đạo và quản lý nhân sự của bạn sẽ được đánh giá cao, giúp đưa ra những quyết định quan trọng và mang lại hiệu quả cao cho công ty. Các dự án hoặc công việc bạn tham gia trong thời điểm này đều tiến triển thuận lợi, mang lại kết quả tốt đẹp. Đây cũng là thời điểm lý tưởng để bạn mở rộng mạng lưới quan hệ, gặp gỡ và kết nối với những người có thể giúp đỡ và hợp tác trong tương lai. Hãy tận dụng cơ hội này để phát triển sự nghiệp và đạt được những mục tiêu lớn. Xét về phương diện tình duyên gia đạo của tuổi Canh Thân sinh năm 1980, đúng 7 ngày tới tháng 6 âm lịch. Chuyện tình cảm gia đình của người tuổi Canh Thân ở thời điểm này rất hòa thuận và ấm áp, mối quan hệ với người thân trở nên gắn kết hơn. Mọi hiểu lầm và mâu thuẫn dần được giải quyết, đây là thời điểm bạn và gia đình có nhiều cơ hội để cùng nhau chia sẻ, thấu hiểu và tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ. Đối với những người còn độc thân, trong thời điểm này cũng mở ra cơ hội gặp gỡ và bắt đầu mối quan hệ tình cảm mới. Có thể bạn sẽ gặp được người đặc biệt qua các buổi gặp gỡ bạn bè hoặc các sự kiện xã hội. Đối với những ai đã kết hôn, tình cảm vợ chồng thêm phần gắn bó và thấu hiểu, cùng nhau vượt qua những khó khăn và thử thách trong cuộc sống. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Canh Thân sinh năm 1980, đúng 7 ngày tới tháng 6 âm lịch. Sức khỏe của người tuổi Canh Thân thời điểm này khá ổn định, nhưng với khối lượng công việc tăng cao, bạn cần chú ý hơn đến việc nghỉ ngơi và thư giãn. Đừng để công việc chiếm hết thời gian và năng lượng của bạn, hãy dành thời gian cho bản thân và gia đình.
Việc duy trì một chế độ ăn uống lành mạnh và luyện tập thể dục đều đặn sẽ giúp bạn giữ được sức khỏe tốt và tinh thần thoải mái. Trong thời điểm này, bạn có thể gặp phải một số vấn đề nhỏ về sức khỏe như cảm cúm hoặc mệt mỏi do áp lực công việc. Tuy nhiên, nếu bạn biết cách cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi, những vấn đề này sẽ nhanh chóng được giải quyết. Đừng quên kiểm tra sức khỏe định kỳ và tuân thủ các nguyên tắc phòng ngừa bệnh tật để giữ gìn sức khỏe tốt nhất. Sau đây là phần cẩm nang vượng vận dành cho người tuổi Canh Thân sinh năm 1980, đúng 7 ngày tới tháng 6 âm lịch 2024. Khẩu quyết: con đường kiếm tiền của tuổi Canh Thân ngày càng rộng mở, các nguồn thu nhập gia tăng, giúp túi tiền luôn rủng rỉnh, không lo túng thiếu trong thời gian này. Quý nhân của bản mệnh là tuổi Thìn và tuổi Hợi. Tiểu nhân là tuổi Dậu và tuổi Tuất. Màu sắc may mắn là màu trắng và màu xanh lam. Tiếp theo sau đây là vận trình tử vi chi tiết 2 tuần cuối tháng 6 âm lịch 2024 của người tuổi Canh Thân sinh năm 1980. Tử vi tuần mới, từ ngày 16 đến ngày 23 tháng 6 âm lịch của tuổi Canh Thân sinh năm 1980. Tuần này sẽ là thời điểm mà vận may tài chính của bạn đạt đỉnh. Sự xuất hiện của sao Thái Dương và thiên tài mang lại những cơ hội lớn trong lĩnh vực tài chính và đầu tư. Đây là tuần mà bạn nên tập trung vào việc gia tăng tài sản và củng cố nền tảng tài chính của mình. Trong tuần này, bạn sẽ có nhiều cơ hội để thể hiện khả năng và đạt được những thành tựu đáng kể trong công việc. Các dự án và kế hoạch bạn tham gia đều đạt được kết quả tốt, giúp bạn ghi điểm trong mắt cấp trên và đồng nghiệp. Hãy tiếp tục duy trì tinh thần làm việc hăng say và cống hiến, bạn sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa. Tài lộc trong tuần này đạt đến đỉnh điểm, các khoản thu nhập từ đầu tư hoặc kinh doanh mang lại lợi nhuận lớn. Đây cũng là thời điểm bạn có thể xem xét các cơ hội đầu tư mới hoặc mở rộng quy mô kinh doanh. Hãy tận dụng tối đa các cơ hội để gia tăng tài sản và củng cố nền tảng tài chính của mình. Tình cảm gia đình trong tuần này rất ấm áp và hòa thuận. Bạn và người thân sẽ có nhiều thời gian bên nhau, tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ. Đối với những người còn độc thân, tuần này cũng mở ra cơ hội gặp gỡ và bắt đầu mối quan hệ tình cảm mới. Hãy mở lòng và đón nhận tình cảm mới. Sức khỏe của bản mệnh trong tuần này khá ổn định. Tuy nhiên, đừng quên duy trì chế độ ăn uống lành mạnh và tập luyện đều đặn để giữ cho cơ thể luôn trong trạng thái tốt nhất. Nếu cảm thấy mệt mỏi, hãy dành thời gian để nghỉ ngơi và thư giãn. Tử vi tuần cuối tháng, từ ngày 24 đến hết tháng 6 âm lịch của tuổi Canh Thân sinh năm 1980. Tuần cuối của tháng 6 âm lịch là thời điểm đánh dấu sự kết thúc một tháng đầy thành công và may mắn. Đây là thời điểm mà bạn nên tổng kết lại những gì đã đạt được và chuẩn bị cho những kế hoạch mới trong tương lai. Sự xuất hiện của sao Thiên Hỷ mang lại niềm vui và hạnh phúc trong gia đình cũng như công việc. Trong tuần này, bạn sẽ có cơ hội để nhìn lại những gì đã đạt được và đánh giá những thành tựu của mình. Hãy dành thời gian để điều chỉnh và hoàn thiện các kế hoạch, chuẩn bị cho những dự án và mục tiêu mới. Sự công nhận và đánh giá cao từ cấp trên sẽ là động lực lớn giúp bạn tiếp tục phát triển và tiến xa hơn trong sự nghiệp. Tài lộc trong tuần này tiếp tục tăng trưởng, các khoản thu nhập từ đầu tư hoặc kinh doanh mang lại lợi nhuận đáng kể. Đây cũng là thời điểm bạn nên xem xét lại các khoản chi tiêu và đầu tư để tối ưu hóa lợi nhuận. Hãy tận dụng tối đa các cơ hội để gia tăng tài sản và củng cố nền tảng tài chính. Tình cảm gia đình trong tuần này rất hòa thuận và ấm áp. Bạn và người thân sẽ có nhiều thời gian bên nhau, tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ. Đối với những người còn độc thân, tuần này cũng mở ra cơ hội gặp gỡ và bắt đầu mối quan hệ tình cảm mới. Hãy mở lòng và đón nhận tình cảm mới. Sức khỏe của bạn trong tuần này khá ổn định. Tuy nhiên, với khối lượng công việc tăng cao, bạn cần chú ý đến việc nghỉ ngơi và thư giãn. Đừng để công việc chiếm hết thời gian và năng lượng của bạn. Hãy dành thời gian cho bản thân và gia đình. Việc duy trì một chế độ ăn uống lành mạnh và luyện tập thể dục đều đặn sẽ giúp bạn giữ được sức khỏe tốt và tinh thần thoải mái. Nhìn chung, 7 ngày tới tháng 6 âm lịch năm 2024 là thời điểm mà người tuổi Canh Thân sinh năm 1980 có thể tận dụng để phát triển và đạt được nhiều thành tựu. Hãy luôn cẩn trọng và tỉnh táo trong mọi quyết định để đảm bảo rằng bạn sẽ tận dụng được những cơ hội tốt nhất, tránh xa những rủi ro không đáng có. Chúc quý khán giả một tháng đầy may mắn và thành công. Quý khán giả thân mến, các vật phẩm phong thủy không chỉ là những món đồ trang trí mà còn mang trong mình những ý nghĩa tinh thần sâu sắc. Chúng được lựa chọn dựa trên nguyên tắc của ngũ hành và sự tương tác của năng lượng trong tự nhiên để tạo ra sự cân bằng và hỗ trợ cho cuộc sống của chúng ta. Mặt khác, vật phẩm phong thủy là những món đồ tinh thần mang lại sự hỗ trợ và động viên trong mọi khía cạnh của cuộc sống, là biểu tượng của niềm tin, hy vọng, luôn đồng hành cùng chúng ta trên hành trình phát triển và thành công. Dưới đây,
là gợi ý các vật phẩm phong thủy từ Minh Đường Tử Vi mà bản mệnh tuổi Canh Thân sinh năm 1980 có thể cân nhắc để mang về bình an và giải trừ vận hạn cho bản mệnh, cụ thể như sau. Tượng Thiềm Thừ phong thủy. Thiềm Thừ là biểu tượng của tài lộc và yên lành, là vật phẩm may mắn trong công việc làm ăn, sự bình an cho gia chủ tuổi Canh Thân sinh năm 1980, nên mọi người thường hay dùng để biến xấu thành tốt trong phong thủy nhà cửa hoặc để tặng bà con, bạn bè thân hữu khi có dịp hình sự. Tượng Tỳ Hưu phong thủy. Tỳ Hưu còn có tác dụng trấn nhà để tránh tà khí, ta đặt Tỳ Hưu ở các hướng tốt trong nhà như sanh khí, thiên y, diên niên, phục vị, nhất là hướng sinh khí, thì Tỳ Hưu có thể làm cho vận mệnh các thành viên trong gia đình tuổi Canh Thân sinh năm 1980 chuyển biến tốt, vận mệnh tốt được nâng cao, đuổi tà khí đi và có tác dụng trấn nhà. Vì vậy, Tỳ Hưu đã trở thành thần bảo vệ cho gia đình, bảo vệ sự bình yên cho ngôi nhà của người tuổi Canh Thân sinh năm 1980. Tượng Khỉ phong thủy. Theo truyền thuyết xưa, thì biểu tượng tuổi Thân có sức mạnh, trí thông minh và lòng nhân từ. Ngoài ra, tượng phong thủy tuổi Canh Thân sinh năm 1980 còn được xem là loài vật may mắn. Từ hầu có nghĩa là con khỉ đồng âm với từ hầu, tức vị quyền quý. Bởi thế mà trong nhiều tranh vẽ, tượng phong thủy tuổi Thân có ý nghĩa là phong hầu, phong chức tước linh vật. Tượng Rồng phong thủy. Rồng là biểu tượng cung cấp năng lượng dương rất mạnh, chủ về vận may trong tình yêu, giúp những phụ nữ Canh Thân sinh năm 1980 độc thân sống một mình hoặc sống với mẹ. Tượng Chuột phong thủy mang tới sự sung túc và thịnh vượng. Tượng Chuột là con vật có khả năng sinh sản cực tốt, tìm kiếm nguồn thức ăn nhanh. Vì thế mà theo quan niệm dân gian, cứ nơi nào mà có chuột tìm đến thì chắc chắn là nơi đó sẽ có của ăn rất dồi dào. Đặt đúng huyệt trong nhà sẽ giúp Canh Thân sinh năm 1980 và các thành viên trong gia đình nhận được nhiều tiền của linh vật. Tượng Cá chép phong thủy. Cá chép cũng là một biểu tượng của may mắn. Con cá chép có biểu tượng của lòng dũng cảm vô song trong truyền thuyết, vượt vũ môn để hóa rồng, là tượng trưng cho tính kiên nhẫn, một điều không thể thiếu nếu muốn thành công cho người tuổi Canh Thân sinh năm 1980. Tượng Rùa phong thủy. Rùa phong thủy được coi là một trong bốn loại linh vật trấn giữ bốn phương. Những con rùa canh giữ phương Bắc đại diện cho mệnh thủy, còn một số theo quan niệm xưa, phương Bắc là nơi thu hút tiền tài từ công việc hay kinh doanh, cũng như công danh và sự nghiệp cho người tuổi Canh Thân sinh năm 1980. Tượng Châu phong thủy. Châu vốn được coi là con vật mang nhiều đức tính như hiền lành, bền bỉ, mạnh mẽ, nên nó là biểu tượng của sự an lành, no đủ trong sơ đồ bát quái. Châu là quẻ khôn chủ về đất đai thổ, tức là sự thịnh vượng, bền vững. Vì vậy, tượng Châu có ý nghĩa rất tốt cho người tuổi Canh Thân sinh năm 1980. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là phần luận đoán tử vi chi tiết 7 ngày tới tháng 6 âm lịch 2024 của tuổi Canh Thân sinh năm 1980. Chương trình xin được tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tiếp theo.